Chấn Thành khẳng định, giới tính là em phân biệt không rõ đâu Win à. Tập 3, nhanh như chớp nhí, mùa 2 đã vừa lên sóng trên HTV2, V Channel. Vòng tranh tài không dìm cũng tự chìm giữa hai đội trưởng Win và Vinh Dâu mang đến chàng cười không dứt bởi lối chơi, lây bất chấp, nhây hết mình, khát khao giành chiến thắng đến cùng nhưng đội trưởng Win mắc kẹt trong loạt câu hỏi không tưởng. Nhận câu đầu tiên, bình bát là cái bình hay cái bát? Nam ca sĩ tự tin xuất trưởng hai câu trả lời là một loài hoa và cái ly, trong khi đó đối thủ vinh dâu ghi điểm nhẹ nhàng khi đưa câu trả lời là bình bát là một loại trái. chưa hết, ở một câu hỏi khác, con trai của cô Hoa có bà ngoại là người Nhật, ông nội là người Pháp, mẹ là người Việt Nam lai Nhật, ba là người Mỹ lai Pháp. vậy con cô Hoa có giới tính gì? Win tiếp tục bị đánh lừa khi không đọc kỹ câu hỏi. tùy nam hay nữ gì cũng được. mặc cho đáp án đã được đưa thẳng vào đề. ngay lúc này, Trấn Thành chọc ghẹo, bởi vậy giới tính là em phân biệt không rõ đâu Win à. Kết quả nhận được còn đáng lòng hơn khi tỷ số áp đảo 6, 3 nghiêng về đối thủ Vinh Dâu. Tận dụng tất cả kho kiến thức khổng lồ cùng sự nỗ lực đến giây phút cuối, Hồng Long đã khiến cả khán phòng nghẹt thở, hồi hộp và vỡ òa hạnh phúc khi xuất sắc ghi tên mình vào danh sách nhà vô địch. Nhanh như chớp nhí, cậu bé đến với câu hỏi cao nhất của chương trình, Mặt trời là một hành tinh hay một ngôi sao? Chỉ còn hơn 7 giây cuối cùng, Hồng Long vẫn còn lan tăn suy nghĩ, trong khi đó cả hai đội trưởng Win và Vinh Dâu cùng MC khách mời Thúy Ngân không thể ngồi yên vì quá hồi hộp. Hồng Long đã chứng minh mình thật sự là một gương mặt nhí đáng gờm khi xuất thần tung đáp án. Mặt trời là một ngôi sao, đồng nghĩa với việc xuất sắc hoàn thành 10 trên 10 câu hỏi. Nam Trâm hút tiếng cười tiếp theo chính là cuộc tí thí giữa Bảo Anh và Việt Anh. Tuy không hoàn thành sứ mệnh chinh phục 10 câu hỏi nhưng cả hai lập công bồi dưỡng vitamin cười cho khán giả. Ở câu hỏi, bà nội và bà ngoại, ai già hơn? Việt Anh bất ngờ trả lời bà già khiến Trấn Thành ngơ ngác. Nhận câu hỏi khác, bé Bi về đến nhà, không có ra mở cửa mà bé Bi vẫn vào được nhà. Tại sao? Nếu như Bảo Anh xuất sắc đưa ra câu trả lời là nha không khóa cửa thì Việt Anh lật luôn đáp án là vì quên bấm cửa. Phần thi nhỉnh hơn Việt Anh đã giúp Bảo Anh chiến thắng với tỷ số 73, trải qua 4 phần thi và tỷ số san bằng hai đều. Tim Win và Vinh Dâu bước vào vòng thi phụ, vẫn giữ vững phong độ và sự nhanh nhạy. Vinh Dâu dễ dàng đưa ra câu trả lời nhanh nhất và mang về giải thưởng cao nhất về cho đồng đội. Tập 4 nhanh như chớp nhí. Mùa hai chào đón sự xuất hiện của Mạc Văn Khoa và Quách Ngọc Tuyên cùng 6 tài năng nhí sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình HTV2, V-Channel lúc 20 giờ Chủ nhật, 21 tháng 4 năm 2019.